ví dụ như một ca sĩ lén lút hát, đó gọi là gì, là đơn giản, nhưng lại là tổ chức để hát nhép, gọi là tổ chức lừa đảo. Không phải đơn giản đâu. Từ tội phạm đơn lẻ thì không nặng bằng tội phạm tổ chức, chỉ tổ chức hát nhép cũng nặng hơn hát nhép rất nhiều lần. Một người hát nhép đã bị lên án rồi, còn đây là tổ chức hát nhép thì phải gấp đôi lên. Thường thường án từ 1 đến 3 năm dành cho người hát nhép đơn lẻ lần đầu tiên. Cho lỗi mà xin lỗi, phạm tội lần đầu tiên đơn lẻ ít nghiêm trọng hoặc là nghiêm trọng. Nhưng nếu hoặc hôm hai có tổ chức, hoặc hôm hai có tổ chức thì đương nhiên án sẽ gấp đôi từ 2 đến 7 năm. Đó, xin mời. Xin mời các chuyên gia pháp lý phân tích đi, phản biện đi, có phải không? Thám tử Cao ơi, bây giờ ý mày là mày muốn Hồng Loan đi ở tù 7 năm đúng không? Mày nói đại đi cho rồi đi, mày mệt, tao mệt mày quá, mày nói thẳng đi đúng không? Bây giờ mày muốn là Hồng Loan đi ở tù 7 năm bởi vì cái tội hát nhép đúng không? Có tổ chức đúng không? Tao nói thiệt chứ, tao nói cho mày nghe nè Thám tử Cao, mày thấy trên thế giới đó có ai mà bị phạt tù 7 năm bởi vì hát nhép thôi chưa? Ở trên thế giới cũng chưa có nữa cưng ơi. Tao thay mày, mày thử mày đọc báo coi, hồi trước giờ mày đọc báo đi, mày đọc báo mày coi thử coi có ai á, có ai mà bị ở tù 7 năm vì cái tội hát nhép chưa? Mà mày kêu có tổ chức tổ ơ đòi gì Thám tử Cao. Tao nói mày nghe nè, tổ chức á, là mày với lại một cái số nhà báo mà ngày xưa mà kiểu mà đi viết cái vụ mà Hồ Duy Hải á. Mày đột nhập vào bu cục cầu voi á, mày đi vô trong đó rồi mày thám tử thám ơ rồi đó ha. Rồi có mấy cái thằng báo sạch Trương Châu Hữu Danh đó đi theo mày đó. Cái đó là có tổ chức và cái đó nó mới nguy hiểm. Nó mới nguy hiểm tại vì mày tự ý á, mày là không có mày không có nghiệp vụ, mày không có kiểu mà không có đủ tư cách để bước vô trong đó, mày không có liên quan mà mày bước vô trong cái bu cục cầu voi. Thì như vậy nó xảy ra cái tình trạng là phá hoại, làm xáo trộn hiện trường, làm ảnh hưởng tới công tác điều tra. Thì như vậy nó mới gọi là có tổ chức. Còn Hồng Loan hát nhép có ảnh hưởng gì tới ai đâu trời, hả Thám tử Cao, mà mày tuyên cái án gì mà 7 năm giữ gì má. Trời ơi là trời, Thám tử Cao ơi là Thám tử Cao, tao nói mày nghe nè, hát nhép á, nó đỡ hơn là hát chế lời má ơi. Hát nhép đỡ hơn hát chế lời, mà cái vụ mà cái bà le le bà hát chế lời, sao tao không thấy mày lên mày phân tích giùm tao cái, sao mày không lên mày tuyên án bả đi. Cái bà le le bà bữa bà hát chế lời đó má, rồi sao mày im luôn vậy? Sao mày câm cái miệng mày lại vậy, mày không lên mày nói một tiếng giùm tao cái, mày không có nói gì hết trơn á ha. Cái xong rồi tự dưng á, hát nhép thì thật sự mà nói hát nhép nó đâu có phải mà một cái gì đó nó quá nguy hiểm đâu, nó để lại một cái ảnh hưởng gì quá nghiêm trọng đâu. Trong khi cái bà le le đó bà hát chế lời, bà hát chế lời á mà bà chỉ bị phạt hành chánh thôi, bà bị phạt hành chánh thôi, thì mày nghĩ đi, hát nhép làm cái gì mà mày tuyên án người ta tới 7 năm dữ vậy má. Trời ơi là trời, mày có thấy trên thế giới có ai mà bị tuyên án là 7 năm vì cái tội hát nhép chưa? Mày thám tử, mày học trường nào gì Thám tử Cao, mày học trường nào gì Thám tử Cao. Tao nói tao quá mệt mỏi với mày luôn đó. Giờ tao nói mày nghe thêm một cái vấn đề nè. Năm 2018 mày quay xe mày làm sao để cho người ta tông vào, người ta ra đi tại chỗ, một người ra đi tại chỗ, một người thương tật 60% trở lên mà mày vẫn còn có thể ngồi đó mày kiếm ăn được, thì cái tội của những người hát nhép nó đâu có đến cái mức độ đó. Mày mà còn ngồi đó mày bị hưởng án treo thì mày nghĩ sao người ta 7 năm vậy hả Thám tử Cao? Hả Thám tử Cao, 7 năm là không có được hưởng án treo nha mọi người, 7 năm là chỉ có giam thôi chứ không có treo được nha. Thì tao hỏi mày đó, mày trả lời tao một số câu hỏi đi. Thứ nhất là cái việc mà hát chế lời á, quốc ca đó, nó có phải là một cái kiểu mà một cái sự ảnh hưởng rất là nghiêm trọng đúng không? Nó đã làm cho tổn thương cả đất nước của mình luôn. Mà bả nó chỉ có bị làm phạt hành chánh thôi, đúng không Thám tử Cao? Bả chế lời quốc ca là một cái điều mà giống như kiểu mà không ai chấp nhận được luôn á. Mà bả chỉ bị phạt hành chánh thôi. Thì vì Hồng Loan á, Hồng Loan á, mày nghĩ sao mày tuyên án gì tới 7 năm như vậy mà nặng quá nha. Mà không phải mày tuyên một mình Hồng Loan á, mày tuyên nguyên luôn. Ai mà trong cái đêm diễn đó là 7 năm hết gì đó hả trời hả?
Trời ơi, mày nghĩ đi, có ai mà rảnh mà đi 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 xử cái vụ đó không vậy hả thám tử Cao? Hả thám tử Cao, mày làm thám tử kiểu gì vậy trời? 7 năm là tao nghĩ dành cho mày đó. 7 năm là dành cho thám tử Cao đó cưng ơi, 7 năm là dành cho cưng chứ đâu phải dành cho Hồng Loan. Tại vì mày quá nhiều chuyện, mày tối ngày cứ đi moi móc cái chuyện của người ta, gia đình của người ta, cái chuyện mình ra ADN gì đó, mà ai mượn mày đi tìm cha tìm mơ rồi cho người ta. Sao mày kiếm ăn gì mà kỳ cục gì vậy? Là tao nói mày nghe nè, mày hay kêu gọi đó, mày hay kêu gọi quyên góp, mày rất là hay kêu gọi quyên góp cho người nghèo rồi đó. Mà quan trọng là mày có đủ cái chức năng để mày kêu gọi hay không, mày có đủ chức năng để mày kêu gọi chó này kêu gọi chó kia không? Sao mày không kêu gọi vô vô cho mặt trận tổ quốc đồ này nọ rồi đó, hay là đoàn thể đâu, thanh niên phụ nữ đồ này, nông dân rồi đó đó, mày kêu gọi vô đó đi. Mắc mớ gì mày kêu vô tài khoản cá nhân của mày rồi mày đi làm đó, nó đã ok chưa? Mày giải ngân giải ơ rồi chưa? Mà tao nghĩ rằng mày khôn lắm, mày là một cái thằng rất là khôn, cho nên là mày chắc cũng mở nhiều tài khoản lắm he, rồi mày hướng dẫn người ta chuyển vô tài khoản này chuyển vô tài khoản kia. Chứ mày dễ gì, mày dễ gì mày tập trung vô một cái, tại vì mày khôn mà, mày đã từng đứng trước vành móng ngựa cho nên mày khôn lắm thám tử Cao ơi. Nhưng mà tao nói cho mày nghe nè, đi đêm thế nào cũng có ngày gặp ma, lưới trời lồng lộng tia hưa mà khó lọt đó con. Cho nên là tao nghĩ rằng mày 7 năm là dành cho mày đó, 7 năm là dành cho mày chứ Hồng Loan có đến cái mức độ mà bị ủ tò 7 năm không vậy má? Mày kêu là có tổ chức khác nhép, có tổ chức khác nhép, tổ chức hồi nào, tổ chức hồi nào? Trời ơi, để tao giải thích cho mày nghe nè. Thứ nhất, Hồng Loan không phải là một người đứng trên sân khấu với tư cách là một ca sĩ, không phải là ca sĩ chuyên nghiệp, không phải là đứng trên sân khấu lớn, là đứng trên đài truyền hình, trên sóng truyền hình đâu mà hát nhép như vậy thì nó mới để lại một cái sự mà lừa dối khán giả đâu dữ dội. Còn cái này người ta đi lại cái quán cà phê người ta giao lưu, đi lại cái quán cà phê người ta giao lưu với bà con cô bác, với những người ủng hộ Hồng Loan, giống như một cái buổi mà giao lưu, một cái buổi mà giống như kiểu mà liên quan gì đó. Má ơi, thám tử Cao ơi, sao mày khôn quá trời vậy thám tử Cao? Ví dụ như ở trong cái buổi đó là giống như là bây giờ họp mặt trong cái buổi của ấy đúng không, mọi người họp mặt trong cái quán cà phê của anh Quy Sang thì giống như một cái buổi liên quan, thì mọi người là 200.000, 200.000 là giống như kiểu chúng ta hùng lại để chúng ta vô đó chúng ta uống nước nè, rồi chúng ta mướn MC rồi, rồi chúng ta cũng bồi dưỡng cho một số người đến hát góp vui, rồi cho băng nhạc, rồi cho nhân viên phục vụ, đúng không mọi người? Thì bây giờ chứ đâu phải là một cái sự mà bán vé cho một đêm đại nhạc hội khủng khiếp mà được truyền truyền hình trực tiếp rồi trên sóng truyền hình ở đâu mà mày kêu là tổ chức gì gì thám tử Cao. Trời ơi, đó chỉ là một cái quán cà phê đến là kiểu để giao lưu với mọi người thì 200 ngàn mọi người mua đó, là giống như kiểu mà hùng lại đó, thì 200 ngàn đó là đã có một món nước rồi, rồi chả đá chả ơ rồi khi nào hết đó là người ta gót cho uống đó. 200 ngàn đó là vừa uống nè, rồi vừa đó nghe hết người này tới người kia hát nè, rồi chụp hình với nhau nè, rồi kiểu mà trao đổi với nhau, rồi giao lưu, rồi kiểu mà rồi có thể sống ảo đỏ đó rồi đó. Thì như vậy đó, thì mày nghĩ đi, nên có đến cái mức độ mà đi đi ở tù 7 năm không vậy thám tử Cao? Trời ơi là trời, thám tử Cao ơi, nói thiệt chứ trời ơi, sao mày mày làm thám tử với cả mày cũng muốn bắt ai đi ở tù hết trơn á. Mày cũng nhiều lần mày muốn tao với Võ Dược Bân đi nè, mày kêu tao với Võ Dược Bân là đi 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 rồi trời ơi mày kêu là mày he. Tao nói mày quá trời mày luôn á. Bởi vì á, tao nói mày nghe nè, mày không có bao giờ dám đi ra đường hết trơn á. Mày cứ ở nhà mày la chiên rồi mày thắt cái cà vạt chi vậy thám tử Cao? Mày tháo cà vạt ra đi, có một cái áo sơ mi sọc sọc đó rồi mày bận hoài gì đó, phải mày thiếu thốn đâu. Mày tao nói thiệt chứ, cái tiền mà mày người ta ủng hộ mày đó, cái tiền đó mày cũng nhiều lắm mà mày mày giả bộ đúng không? Mày giả bộ mày chất phác, mày giả bộ mày đơn, mày kiểu mày vãn vị hả má? Hả thám tử Cao, mày lên rồi mày tuyên án, trời ơi mày tuyên án Hồng Loan 7 năm, chú Ngân Tấn 7 năm, má Tư Quốc Thanh 7 năm, rồi anh Linh Tý 7 năm, anh Quy Sang 7 năm. Trời ơi là trời, để tao đếm coi: Hồng Loan, chú Ngân Tấn, rồi anh Linh Tý, anh Quy Sang,
Má tư 5 người, 5 lần 7 là 35 năm, cộng với Võ Việt Bân 7 nữa là 42 năm. Trời ơi là trời, trong cái vụ đó là tới 42 năm tù. Thằng thám tử Cao nó tuyên án là 42 năm tù đó nha mọi người, là trong cái buổi giao lưu như vậy đó là 42 năm tù. Quên nữa, không phải 42, 49. Trời ơi 49 đúng rồi, 77 49 là biết ai không? Bà bầm bầm nữa. Bà bùm bùm bà cũng có hát nữa, cho nên là bùm bùm cũng bị luôn là 7749 ngày đó. Trời ơi 7749 ngày đó trời. 42 năm. Ủa 49 năm quá trời khủng khiếp rồi mọi người. Trong một cái đêm giao lưu, trong một cái đêm giao lưu giữa những người thương Hồng Loan đến để thưởng thức, vừa nghe nhạc nè, nghe rất là nhiều người nè, rồi vừa uống nước nè, rồi chụp hình nè, rồi thế này thế kia, 200 ngàn một người, giống như hùng với nhau vậy đó. Mà thám tử Cao tuyên án là 49 năm tù dành cho 7 người, là Hồng Loan, chú Ngân Tuấn, má tư Quốc Thanh, anh Quy Sang, anh Linh Tý, rồi Bùm Bùm, Võ Việt Bân, 7 người. Rồi Bích Trâm, là Bích Trâm có hát không? Bích Trâm không có hát, nhưng Bích Trâm đi theo là bị đồng phạm, là Bích Trâm 3 năm rưỡi nữa. Bích Trâm 3 năm rưỡi, tại vì Bích Trâm không có hát nhưng mà đi theo, là đi coi như là đồng phạm tổ chức gì đó, là bây giờ 49 mà cộng cho 3 năm rưỡi nữa là thành là 50, 52 năm rưỡi. Trời ơi 52 năm, gần 3, 53 năm tù. Rồi còn ai nữa không ta? Để coi thử coi còn ai nữa không mọi người. Rồi trong cái đêm đó còn ai nữa không mọi người? À có hai cái có hai người nữa, có hai người mà kiểu mà nhảy nhảy đó mọi người, hát nhảy nhảy trong cái nhóm gì đó, là hai người đó nữa. Hai người đó là bao nhiêu năm nữa? 52 rồi gửi rồi, hai người đó là hai người đó cộng là 7 năm nữa là chẳng 60 đó. Trời ơi 60 năm là 60 năm cuộc đời. 60 năm cuộc đời, coi như là xong một đời đó mọi người, 60 năm tù. 60 năm cuộc đời, trời ơi em ơi có bao lâu 60 năm cuộc đời. Chỉ trong một cái đêm nhạc, cái đêm mà kiểu mà giao lưu với mọi người, đội vui như vậy thôi là 60 năm tù. Quá khủng khiếp. Quá khủng khiếp mọi người, trời ơi là trời. Thám tử Cao ơi, mày có nhớ cái năm 2018 đó mày mày quay xe sao để cho người ta ra đi tại chỗ, thì lẽ ra là người mạng người phải đổi mạng luôn đó, mà mày vẫn còn ngồi đó, mày bình yên vô sự, mày chỉ có bị treo thôi đó. Mày chỉ có bị treo thôi, mà không phải là một người ra đi nữa, một người ra đi rồi thêm một người bị thương tật là 60% nữa, mà mày không có bị giam, mà mày chỉ bị treo ngay 2 năm 6 tháng, mà mày cũng đang trong thử thách nữa, 5 năm đó chưa xong nữa. Mà sao mà mày lanh quá vậy thám tử Cao? Mày giống như kiểu mày nghiện, mày thích đi tù không hả? Mày có thích đi tù không thám tử Cao? Sao ai mày cũng bắt người ta đi tù hết trơn vậy? Ai mày cũng đòi cho anh ta đi tù hết trơn vậy thám tử Cao? Cũng hên là mày không có làm cái chức vụ gì hết trơn á ha. Cũng hên là mày chỉ là một cái người làm YouTube thôi. Mày chỉ làm YouTube thôi, chứ mày mà làm cái gì chắc trời ơi chắc người ta khổ gì mày lắm. Hên nó hên là kiểu mà mày không có làm được làm một cái gì hết trơn á, chứ mày mình làm việc một cái là trời ơi ai mà cũng chấp cho người ta đi tù hết trơn, chắc trời ơi chắc còn mình mày quá hả, chắc xã hội này còn mình mày ngồi đó chứ ai mà cũng muốn cho người ta đi hết trơn vậy. Thám tử Cao cái gì vậy trời hả? Trời ơi là trời, bây giờ là Hồng Loan 7 năm tù, Võ Việt Bân 7 năm, quá trời quá đất ha, 7 năm ai cũng 7 năm hết rồi. Chú Ngân Tấn 7 năm, quá nhiều. Chú Ngân Tấn 7 năm, trời ơi chú Ngân Tấn bây giờ cũng cũng lớn tuổi rồi đúng không, mà 7 năm rồi biết bao giờ mới ra, quá khủng khiếp rồi. Quên nữa rồi, má Tư Quốc Thanh nữa, má Tư Quốc Thanh 70 mấy tuổi rồi, 7 năm rồi, gần 80 tuổi luôn hả trời. Sao mà quá thương cho má Tư Quốc Thanh, bây giờ là má Tư Quốc Thanh 70 mấy gần 80 tuổi mà bị 7 năm nữa, trời ơi quá khủng khiếp. Giống như kiểu người ta có nói một cái câu là nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại đó, một ngày ở trong tù á bằng ngàn năm ở ngoài đó, mà bây giờ là không phải một ngày trong tù nữa mà là tới 7 năm trong đó. Rồi rồi gọi nhân lên là bao nhiêu ngàn năm, nhất nhập tại tù thiên thu tại ngoại đúng không, là một ngày trong tù và 1.000 năm ở ngoài, mà bây giờ là mỗi mấy người đó là một người 7 năm, một năm là 365 ngày, thì trời ơi như vậy là
Trời ơi, quá khủng khiếp rồi, bây giờ không biết tính luôn á mọi người, tại vì cái con số nó quá khủng khiếp. Ví dụ như một ngày là nó thành 1.000 năm đúng không? Mà bây giờ 365 ngày mà mình nhân cho 1.000 năm thử coi là nó thành bao nhiêu. Nó quá nhiều cái gì vậy trời ơi, không đọc được mọi người ơi, nó quá nhiều quá khủng khiếp rồi mọi người. Rồi cộng lại án đây là 7 người là 7749, rồi cộng với bà hai cái bà mà kiểu kia, rồi rồi không biết còn ai nữa hay không, rồi không biết MC có bị luôn không nữa. MC là nhiều khi cũng nhép luôn, hát nhép thì MC cũng nhép, rồi nhép có tổ chức đó. Là MC, trời ơi, đeo cà vạt khó chịu quá. MC là 7 năm nữa, thôi MC bớt đi, MC 6 năm đi he. Tại vì MC không có hát, MC chỉ có dẫn thôi, mà nhiều khi cũng nhép nữa đó. Giống như kiểu nhép đó là bị 6 năm, MC bị bớt 1 năm nha, đó quá nhiều. Trời ơi là trời, khủng khiếp quá mọi người ơi, quá khủng khiếp. Thám tử Cao tuyên án ai cũng khủng khiếp hết, ít nhất là 7 năm có tổ chức. Trời ơi là trời, trong khi cái bà mà bà chế lời quốc ca thì bà chỉ bị hành chánh thôi, mà mày nghĩ sao vậy, mày nghĩ sao một cái buổi giao lưu như vậy mà mày làm gì, mày tiên người ta mà ha, tới 7 năm tù dữ gì trời, dữ gì thám tử Cao. Chắc là cái ông luật sư ngủ quên tư vấn cho mày đúng không, chắc là cái ông tưởng như luật sư ngủ quên ổng với ổng hướng dẫn mày đó, cho nên mày mới lên mày live stream đúng không. Quá khủng khiếp mọi người, trời ơi, tới nghe là mai mốt mọi người đừng hát nhép nha trời, nghe đừng có ai hát nhép hết trơn á, nói chung là đi mà đi đi liên quan đi ơ đi tiệc này đi kia đừng ai hát nhép hết, nó bắt nhép một cái là thẩm tự cao nó bắt đi 7 năm tù, cho nên là trời ơi mai mốt mấy má đừng có hát nhép nha, hát nhép là thẩm tự cao nó bắt đi 7 năm tù luôn. Bây giờ sẽ nói là cái chuyện mà cái bài hát của Hồng Loan á, thì thật sự mà nói á, chỉ là trong cái bài vọng cổ thôi. Cái bài vọng cổ đó thì chú Ngân Tấn sáng tác nó quá nhanh, có nghĩa là quá gấp so với cái ngày diễn á, nó chỉ trước đó có 3 ngày thôi, theo chí Cảnh biết là như vậy á, là trước có 3 ngày thôi. Thì Hồng Loan thứ nhất là hát vọng cổ khó lắm mọi người, hát vọng cổ không có dễ đâu, ví dụ như hát nhạc mình nghe mình còn quen, mình biết đường, mình còn vô nhạc, còn vọng cổ nó cũng khó lắm mọi người. Nhiều khi mình không biết kiểu mình nó làm cái bon một cái là mình phải vô, rồi xong mình phải xuống cái nhịp ngay cái nhịp gõ đó, nó mới hay. Mà ví dụ như mình hát nhạc mình quen rồi còn hát vọng cổ mọi người mình đâu có quen được, những người mà kiểu mà chuyên nghiệp rồi đó thì người ta mới quen. Thì nghe nói là chú Ngân Tấn sáng tác cái bài đó thì trước đó có 3 ngày thôi, nhưng mà đó là một cái bài nó rất là hay, nó rất là ý nghĩa và nó diễn tả được cái hiện thực á, nó hiện thực cái dòng chảy cái dòng chảy cái cuộc đời của Hồng Loan á mọi người, và chú á thì nó rất là ý nghĩa luôn. Thì Hồng Loan mới quyết định là sẽ để cho cái bài hát đó được vang lên trong cái buổi giao lưu đó. Nhưng tại vì do quá gấp rút thì không thể nào thuộc lời kịp. Thêm nữa là mọi người có biết sao không? Đứng ở trên đó gung lắm mọi người, giống như kiểu mình hát nhạc thì mình hát bài là ngày nào mình cũng hát thì từ từ mình cũng quen, còn giọng cổ mà mới nó bài mới nó, rồi thêm đứng ở trên đó rung nó thì làm rồi thêm phải canh cái nhạc nó, mới canh cái tiếng đờn nó mọi người. Thì Hồng Loan e rằng là cái phần hát của mình nó không có được trọn vẹn, nó không có chỉnh chu, rồi nó làm ảnh hưởng tới chú Ngân Tấn nữa. Ví dụ như Hồng Loan mà lên nó mày quên, rồi cười tới cười lui, rồi sao mà chú Ngân Tấn chú hát. Cho nên là Hồng Loan mới đi thu trước cái một 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 đoạn cái một đoạn cái chỗ mà giọng cổ đó mọi người, đó có đi thu cái đó. Nhưng mà khi mà hát thì không phải là nhiếp 100%, mà có nghĩa là ở những cái đoạn đó thì cho cái phần nhạc đó nó kiểu mà nó cũng nhỏ, rồi Hồng Loan sẽ hát đè lên cái đó luôn. Hồng Loan hát đè lên cái đó luôn chứ không phải là nhép từ đầu tới cuối, không phải là trong cái đêm đó là ai cũng nhép nhép từ đầu tới cuối. Trời ơi, có mấy cái bài hát với bùm bùm rồi mấy cái ấy rồi đó thì người ta cũng hát bình thường chứ, tại vì cái bài đó nó quá ấy mà do
thời gian chuẩn bị đó không kịp. Và chí cảnh thấy là sau cái khi hát xong thì chú Ngân Tấn có nói, mà chú Ngân Tấn có nói với mọi người là cái phần này cũng đã được thu trước rồi đó mọi người, và Hồng Loan hát đè lên đúng không, thì người ta cũng đã có nói như vậy rồi, chứ không phải là đứng trên sân khấu lớn hay là trên sóng truyền hình trực tiếp đâu này nọ mà mình nói là mình hát live mà mình đã thu như vậy, mình lừa dối khán giả thì nó lại khác. Còn Hồng Loan là đã có nói là cái phần đó là cũng có thu cái phần cổ mọi người, cái phần giọng cổ đó thì có vẻ như là nó quá gấp đi thì làm sao mà thuộc kịp, cho nên là Hồng Loan cũng đã cố gắng hết sức, mặc dù Hồng Loan rất là ít khi hát vọng cổ, nói chung là Hồng Loan hồi trước giờ cũng rất ít hát vọng cổ đó mọi người, nhưng mà thấy đó là một cái bài quá hay quá ý nghĩa cho nên cũng đã cố gắng hết sức để mà đi thu đồ liền ngay lập tức luôn. Như vậy thì là một cái sự cố gắng rất là dữ dội, và mặc dù là đó là một cái bài rất là mới, nhưng mọi người thấy không, Hồng Loan thu âm hát rất là hay đúng không, thì chỉ cảnh nghĩ rằng nếu như bài đó mà Hồng Loan học thuộc và hát thêm một vài lần nữa thì nó sẽ còn hay hơn rất là nhiều, hay hơn rất là nhiều đó. Cho nên là thật sự mà nói đó, có thể là Thám Tử Cao hồi trước giờ nó ngồi ở nhà nó lo, nó làm YouTube á, nó lo livestream cho nên nó không có hiểu, nó không có hiểu một cái vấn đề là trời ơi tôi nói thiệt chứ bây giờ mọi người mấy cái ca sĩ mà hát mà kiểu mà hát nhạc mà sôi động đồ này nọ đó ha, nhạc á mọi người là toàn là hát trên hát đè lên không đó, hát đè lên không đó mọi người thấy không, trời ơi hầu như là những cái phần mà bè phần ấy á, là toàn là thu sẵn hết trơn, nói chung là trong một bài chỉ cảnh chỉ có nghe mấy hai ba câu là kiểu mà hát bằng cái giọng thật thôi, còn toàn bộ là thấy là toàn là đè lên không luôn đó, kiểu mà nó chỉnh cho cái nhạc nó nhỏ lại chút rồi hát lên, hoặc là ở những chỗ là toàn là bè luôn, những nghệ ca sĩ mà kiểu mà đứng trên sân khấu lớn luôn á, kiểu mà hát mà kiểu mà thu tiền đồ dữ dội luôn đó, cũng cũng sử dụng cái nhạc mà đè lên vậy. Ta thấy cũng có nhạc nó hát sẵn mà kiểu nhỏ nhỏ rồi hát lên như vậy, cô cũng ấy vậy, rồi chỉ có hát một được một vài câu là kiểu mà hát thật thôi, chứ 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 thấy thấy những cái bài nhạc mà kiểu mà sôi động vừa hát vừa nhảy đó mà không có nhạc nó đè lên thì làm sao mà hát cho nổi đúng không mọi người. Mọi người để ý đi, mọi người để ý những cái ca sĩ đi, mấy cái bài mà nhảy 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 đó là toàn là thấy là mọi người thấy không, là lo nhảy không mà nó cũng hát 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 và lâu lâu chen chen vô một hai câu, lâu lâu chen chen vô một hai câu đó, chứ nghĩ sao vừa hát vừa nhảy mà sao mà chịu nổi. Trời ơi là cho coi, mày thấy có những cái những người đó có ai mà bị bắt đi ở tù 7 năm không vậy ha, Thám Tử Cao cái gì vậy trời. Mày có thấy ai bị bắt đi 7 năm chưa, mày lên mày làm thám tử, mày trời ơi mày làm thám tử, mình thám tử mày, tao nói mày thiệt chứ mày đừng có ở Việt Nam, mày đi qua bên Nhật Bản á, mày đừng có ở Việt Nam mày đi qua bên Nhật Bản mày làm thám tử ở bển kìa, mày cạnh tranh với Conan á, thám tử lừng danh Conan á, cái gì mà Shin Chi vậy đó, Shin Chi 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 vậy đó, chứ cảm thấy không có biết cái tên đó, chứ cảm chỉ biết là tên Conan thôi, còn tên thật là tên gì tôi không có biết đó. Mày qua bển đi, mày qua bển rồi mày vô cái gì, mày là không có thể nào mà làm Conan được, mày làm cái ông mà ngủ gật á, cái ông mà thám tử ngủ gật á, cái gì mà cái ông mà Mori mua gì đó đó, mày làm cái ông đó đi, mày là y chang ông đó luôn đó, giống như kiểu không có thực lực đó, đó mày mày là đó, mày đi qua bển, mày đi qua bên chỗ mà Nhật Bản đó, mày làm thám tử lừng danh đó bển đi, mày đọc chuyện, tao nói mày nghe là Thám Tử Cao, mày đọc chuyện Conan đúng không, mày đọc chuyện Conan mày biết là kiểu mày tưởng đâu mày thám tử đúng hả, mà mày có đủ bộ chưa, mày có full bộ chưa, mày có chọn cho mày kiểu mày có đọc những cái cuốn mới nhất chưa, mày nói tao tao gửi cho. Trời ơi, mày nói tao gửi cho tao, cho tao cũng thích đọc truyện Conan đó mọi người, tại vì chỉ cảm thấy có rất là nhiều cái vụ án nó cũng rất là hay á, và đặc biệt nó cũng có đọc truyện Conan thì mình cũng có thêm rất là nhiều kiến thức luôn á mọi người. Thật sự mà nói thì mọi người nghĩ rằng đọc truyện tranh thì nó ấy nha, nhưng mà đọc truyện tranh mình học được rất là nhiều kiến thức luôn á, nói chung là mình biết rất là nhiều thứ, và chỉ cảnh là một người rất là thích đọc sách và đọc truyện. Nói chung là Chí Cảnh hồi 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 lúc mà Chí Cảnh còn đi học với mọi người là bao nhiêu tiền ăn sáng rồi đó, không có ăn, nhịn ăn để đi mướn sách đã đọc đó, khoái đọc sách lắm. Ngày xưa là kiểu mà không có sách đồ vở đâu như bây giờ, rồi thêm nữa là hồi xưa không có internet đâu đâu,
hồi xưa đâu có internet đâu mà lên đọc đâu. Trời ơi, hồi xưa Chí Cảnh mê đọc sách dữ dội luôn á, cho nên cái thời của Chí Cảnh mà nếu như mà có internet rồi bây giờ chắc là bây giờ Chí Cảnh giỏi dữ lắm á. Ngày xưa Chí Cảnh không có nhiều sách vở để mà kiểu mình tham khảo, mọi người mình học mình không có cái gì hết trơn ngoài sách giáo khoa thôi, không có một cái cuốn sách tham khảo. Trời ơi, ngày xưa Chí Cảnh mê đọc thơ, đọc văn, đồ mê tiểu thuyết đồ lắm luôn á mọi người, mê chuyện đâu đó mà không có. Rồi ngày xưa đi học đâu có tiền, ngày xưa đi học tuần được có 10.000 ha. Ngày xưa đi học tuần có 10.000 ha, mà không phải 10.000 đó để ăn đâu nha, nguyên một tuần từ thứ hai tới thứ bảy nha, từ thứ hai tới thứ bảy có 10.000 ha. Mà 10.000 đó là trời ơi là mua ha, mua mua cá nè, rồi mua ủa mua thịt, mua đồ, mua này mua kia, mua tùm lum hết trơn á, mua mua bếp ga đồ này nọ rồi đó mọi người, là hả nguyên một một cái gì đó là có 10.000 cho một tuần đó. Thì nghĩ đi, có tiền đâu mà đi mướn sách. Trời ơi, chứ hồi xưa Chí Cảnh mê sách lắm mọi người, Chí Cảnh mê lắm, trời Chí Cảnh mê sách, mê đọc sách dữ lắm luôn á. Nói chung là trời tôi, Chí Cảnh mà có tiền hay là Chí Cảnh hả để dành, Chí Cảnh để dành dữ lắm luôn á, là Chí Cảnh đi vô, Chí Cảnh vô cho chỗ người ta mướn sách đó, là Chí Cảnh đọc Chí Cảnh đọc hết cuốn này tới cuốn kia đó mọi người. Mà đâu có tiền đâu mà mua sách, không có tiền để mua sách nữa, sách giáo khoa mà nhiều khi còn không có để học nữa đó. Sách giáo khoa là có cuốn là phải mượn, giống như kiểu có những cuốn sách thì tại vì ngày xưa đi học á là giống như kiểu mà anh học xong để là cho em đó, là rồi xong rồi cái để là cho Chí Cảnh, thì có những cuốn nó bị hư, nó bị gách, nó bị gì đó rồi không có học được, cái xong rồi là không có tiền mua là phải học mượn ké, học kiểu mà ké chung với bạn đó mọi người, là ngồi chung với bạn rồi xong rồi đọc chung với bạn gì đó mọi người. Hồi xưa khổ lắm, cái thời Chí Cảnh học đó là trời ơi không có cuốn sách nào mà để mà tham khảo thăm ơ đồ hết trơn á. Còn ví dụ như là toán hay là tiếng Anh đồ đúng không, là cũng có mấy cái cuốn sách mà giải đó, cuốn sách giải nó đó là dành cho những bạn mà có tiền, những bạn mà con nhà giàu thì nó mới có tiền nó mua, còn mình đâu có. Mình là chỉ có cái bộ sách giáo khoa thôi mà nhiều khi còn không có đủ nữa, còn hả thiếu tùm lum hết trơn á, rồi phải học ké bạn không đó mọi người đó, ngày xưa vậy đó mọi người. Nhưng mà Chí Cảnh là nói chung ngày xưa lúc mà Chí Cảnh đi học thì Chí Cảnh cũng có, tại vì hồi xưa Chí Cảnh đi học thì Chí Cảnh học cũng giỏi lắm, cho nên có một cái người bạn ngồi chung, và cái người bạn ngồi chung của Chí Cảnh là học dở, cái người bạn ngồi chung họ ngồi chung với Chí Cảnh không rất là dở, họ học dở gì dở ẹt luôn, dở như hạt đó. Thì được một cái là nói học dở nhưng mà được cái nói nhà giàu, nó giống như kiểu mà bù qua sức lại đó mọi người. Nó thì nó học dở nhưng mà được cái nói nhà giàu, còn Chí Cảnh là kiểu học giỏi mình con nhà nghèo vậy đó, nó trớ trêu gì đó sao kỳ vậy đó. Cái xong rồi biết sao không, là Chí Cảnh kia, Chí Cảnh nói với nó là tại vì thường á là nó ngồi gần Chí Cảnh, thì ví dụ như Chí Cảnh làm bài đó là nó cái nào nó không biết thì Chí Cảnh chỉ nó chị Chí Cảnh ví dụ như mà có những cái môn á thì cùng đề luôn, thì mình làm thì nó nhìn nó copy, còn có những cái mà khác đề thì nhiều khi á Chí Cảnh làm xong rồi thì Chí Cảnh sẽ chỉ cho nó, chỉ gì đó mọi người. Cái xong mà Chí Cảnh cũng lợi dụng, trời ơi Chí Cảnh cũng người thực dụng lắm. Chí Cảnh kêu là trời ơi mày đi mướn sách cho tao đi để tao đọc đồ, rồi có gì đặng giống như kiểu kiểm tra đồ này nọ đó, tao biết tao làm tao chỉ mày, kiểu mà tao thông minh lắm mọi người, tao thông minh mà. Cái tao kêu nó mày đi mướn sách được cho tao đọc rồi vô đi, đặng có gì đặng tao làm rồi tao chỉ mày được cho phong phú rồi. Cái chợ nó có, nó con nhà giàu mà, trợ nó con nhà giàu mà kiểu nó cũng phá của lắm mọi người. Nó kiểu mà nó đi ăn đi chơi, nó đến làm dữ lắm mọi người, nó ăn nó chơi nó, trời ơi ví dụ như cái thời đó phải không, là ai cũng lo đi học hết trơn, nó không có lo đi học mọi người, ở đâu nó có chiếc xe đó, trời nó chạy tối ngày gì đó mọi người, nó chạy rồi nó đi chơi cái gì nó cũng biết hết trơn á, mà chỉ có học thì nó dở, cái gì nó cũng giỏi hết trơn á, mà chỉ có học lại dở đó. Cái xong mà Chí Cảnh cũng kêu nó, Chí Cảnh nói là trời ơi mày mướn sách cho tao rồi đi, kiểu nó cũng ok lắm mọi người, nó cũng dễ thương lắm, nó kiểu nó cũng gọn gãi đó, tại vì nó con nhà giàu mà, kiểu mà nó cũng đâu có mướn sách ngày xưa nó cũng ít tiền lắm, nói chung là chỉ có mấy trăm đồng ha. Mướn sách ngày xưa chỉ có mấy trăm đồng thôi. Cái xong rồi kiểu mà nó thấy Chí Cảnh cũng ham học đó, nên nó cũng thương Chí Cảnh. Cái xong rồi nó cũng thương Chí Cảnh, cái nó mới mướn sách cho Chí Cảnh mọi người, nó mướn sách cho Chí Cảnh. Cái xong Chí Cảnh đọc đó mọi người, là Chí Cảnh rất là mê đọc sách, trời mê đọc sách gì.
đó, rồi xong rồi nói chung là chí cảnh với nó là một cái tình bạn rất là đẹp, rất là ok le, nói chung là rất là nhiều khi á là hồi xưa chí cảnh đi học thì nói chung là chí cảnh cũng dễ thương lắm, chí cảnh dễ thương, chí cảnh nói chuyện cũng rất là vui vui vẻ, kiểu mà vui vẻ rất là kiểu mà hòa đồng với cả lớp á, rồi thêm nữa là học giỏi cho nên là nhiều bạn bè cũng thương. Nhưng mà tới năm 11 hay 12 gì đó thì cái lúc đó thì nói chung là nó biết yêu rồi đó. Cái lúc mà mới đầu thì lúc mà lớp 10 thì nó chưa có biết yêu, cái xong mà tới lớp 11 cái nó bắt đầu nó biết yêu rồi, xong mà nó lo yêu đương mọi người, nó lo yêu đương rồi nó không lo học, nó lo yêu đương rồi nó không lo học hành gì hết trơn á, mà nó yêu bạn của Chí Cảnh nữa. Nói chung là nó cũng yêu một cái người bạn của Chí Cảnh, mà cái người bạn của Chí Cảnh thì không có yêu nó, cái người bạn của Chí Cảnh thì không có yêu nó, nhưng mà cái người bạn của Chí Cảnh thì là yêu một người khác, mà cái người người khác thì giống như kiểu, nhưng mà con bạn của Chí Cảnh thì cũng kiểu cũng 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 nghèo giống như Chí Cảnh rồi, rồi nó thì nó nhà giàu, nó hay trời ơi, mỗi sáng thì nó kiểu mà tụi Chí Cảnh thì đâu có tiền đâu mà ăn sáng, kiểu mà nhịn đói đi vô học, học nào xong tới trưa về thì mới mới ăn chứ đâu có tiền đâu mà ăn, là nó con nhà giàu mà trời, sáng nó hay rủ nó rủ Chí Cảnh rồi rủ bạn Chí Cảnh rồi gì đó mọi người, nó rủ Chí Cảnh bạn Chí Cảnh đi ăn sáng rồi gì đó, rồi cái con bạn của Chí Cảnh đó thì nó thấy thôi cũng được đi, nó thấy cũng thôi kệ đi, nó cũng gần dẫn mình đi ăn là thôi kệ, cái con nhỏ bạn của Chí Cảnh đó nó cũng kiểu thôi kệ đi, mày mày thương tao thì mày thương đó, thì nó cũng kiểu mà nó vậy, nhưng mà nó thì nó thương người khác chứ không có thương đó, nhưng mà kiểu nó cũng giống như nó không có từ chối thẳng thừng, mà nó cũng kiểu nó bình thường, nó cũng không có nhận lời yêu, nó cũng không có nhận lời yêu, nhưng mà nó cũng không có từ chối, nó cũng nó vậy đó, thì nó rủ nó đi ăn thì nó đi chứ nó cũng không có đòi hỏi nha, thì rủ nó không chịu, rủ nhỏ bạn Chí Cảnh thì nhỏ bạn Chí Cảnh nó không chịu ăn, ví dụ như có hai đứa thì bạn của Chí Cảnh nó không có chịu ăn, nó không chịu đi thì phải rủ theo tôi thì phải bao tôi chứ chứ tôi đâu có tiền đâu tôi ăn, không là tôi vô tôi lên ngồi cái xong rồi là mỗi lần mà nó rủ con đó là nó phải rủ Chí Cảnh, cái xong rồi nhiều khi là con đó nó cái cảnh dặn là trời ơi mày á hả, là nó rủ mày mày phải rủ theo tao nha, chứ mày đi một mình là trời ơi người ta nói rồi này nọ rồi đó, người ta nói mày rồi đó, cái xong nhỏ bạn của Chí Cảnh nó cũng thương Chí Cảnh lắm, là mỗi lần mà kiểu mà đi chơi đi 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 kiểu mà thằng đó thì nó muốn là hai đứa đi riêng, kiểu mà nó muốn cho có không gian riêng tư á, kiểu mà nó muốn chở con nhỏ này đi chơi riêng đồ này nọ đồ, mà con nhỏ này thì nó không có chịu, nó phải kèm kèm theo mình vậy đó, nhiều khi Chí Cảnh cũng 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 kiểu mình nhiều khi mình cũng thấy mình vô duyên, cho nên là mình cũng nói hỏi hai mày đi đi tao làm biếng đi lắm rồi đó, mà nhỏ bạn Chí Cảnh thì nó không chịu, kiểu mà ngủ nó thì nó không chịu, nó không chịu đi, có Chí Cảnh thì nó mới đi, còn không có nó không đi gì đó, tại vì nó cũng không có yêu nữa mọi người, nó thương thằng kia, nó thương thằng kia, rồi thêm nữa là cái thằng kia đó, cái thằng kia là nó nói là chừng nó nói cái thằng kia đó, là ví dụ như mà nó thấy hai đứa đi là nó ghen, nó ấy lắm, mà có Chí Cảnh đi thì nó không ghen, tại vì ba đứa mà ghen gì, cho nên là cái con nhỏ này thì nó cũng muốn dẫn Chí Cảnh theo, đặng có gì thấy ba đứa đồ này nọ rồi đó mọi người, chứ đi riêng rồi đâu có được, rồi cái thằng kia thì nó cũng dẫn Chí Cảnh là con nhỏ nó đi đâu là Chí Cảnh phải đi theo, trời nói chung là tôi cũng kỳ, tôi cũng kiểu gì đó, tôi cũng quen biết cả hai gì đó mọi người, tôi cũng quen biết cả hai gì đó, cái xong rồi tới một ngày nói chung là cũng gần tốt nghiệp, tới một ngày gần tốt nghiệp thì cái ngày đó thì nói chung là sự thật bị phơi bày, có nghĩa là cái thằng thằng học giỏi, cái thằng mà nhà giàu đó, nó phát hiện là con nhỏ đó yêu thằng kia, rồi nó cũng phát hiện là Chí Cảnh cũng biết luôn, nó phát hiện là Chí Cảnh cũng biết nhỏ đó yêu thằng đó, rồi vậy đó, nói chung là bắt tại trận là cái bữa đó cái thằng kia nó dẫn con nhỏ bạn Chí Cảnh lại nhà Chí Cảnh chơi, cái xong rồi đang ngồi chơi vui vẻ gì đó, nói chung là hai đứa nó đang ngồi chơi vui vẻ thì Chí Cảnh cũng ngồi đó, thì tự dưng cái thằng thằng nhà giàu đó đó tự dưng cái nó ở đâu nó chạy xe nó chạy vô nó kiếm Chí Cảnh, giống như kiểu bữa đó nó buồn hay nó gì á, mà thường giờ đó là nó không có được đi ra ngoài tại vì nhà nó cũng khó lắm, cái xong rồi mọi người biết làm sao không, thì tưởng đâu nó ở nhà tại vì bình thường nó đâu có được đi ra nghe, giờ đó cái hai đứa kia nó đang ngồi chơi vui vẻ tôi cũng ngồi đó, tự dưng ở đâu nó lù lù nó vô một cái, trời ơi bốn đứa nhìn nhau không nói được lời nào, chứ cái xong rồi cái nó giận lên nó bỏ về
nó bởi về cái xong rồi qua ngày hôm sau là từ đó về sau nó không nói chuyện với Chí Cảnh nữa, nó không nói chuyện với Chí Cảnh nữa, nó không nói chuyện với Chí Cảnh nữa, kiểu nó giận Chí Cảnh đó, mọi người nó giận Chí Cảnh, nó nói là kiểu mà Chí Cảnh là người hai mặt đó, nó nói Chí Cảnh là người hai mặt. Nhưng mà nói chung thì lúc đó thì Chí Cảnh cũng cũng không biết phải như thế nào luôn á, tại vì cái con đó thì nó đã thương thằng kia rồi, mình cũng đâu có nói gì được, mà giờ nếu như mình nói ra thì sợ nó buồn, và nhiều lúc nhiều lần thì Chí Cảnh cũng muốn nói, nhưng mà kiểu đúng là nhiều khi cũng tại nó, nhiều khi mình cũng có, thật ra thì Chí Cảnh cũng có cảnh báo với nó rồi, Chí Cảnh nói là tao thấy giống như kiểu nhỏ đó tao không thương mày lắm đâu nha, mày coi lại đi, thì nó chửi Chí Cảnh, nó nói Chí Cảnh nhiều chuyện. Đúng rồi, nó còn mét lại với con kia nó, tôi đúng rồi, nó mét lại con kia, nó nói là thằng Chí Cảnh nó nói mà em vậy đó, cái nó nói với nhỏ đó đó, nó nói là Chí Cảnh nói em không có thích anh rồi gì đó, cái nhỏ đó cũng nín thinh rồi, nhỏ đó cười cười, cái nhỏ đó nó cũng cười 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 cười, nó không nói gì hết, nó nói vậy hẻ rồi, nó sao Chí Cảnh kỳ vậy, rồi nó nói gì đó thôi, con quỷ đó nó gì đó, cái xong rồi hả, là tôi cũng cảnh báo rồi, tôi cũng tội nghiệp nó, tại vì tôi sợ nó có một ngày nào đó nó phát hiện ra thì nó sẽ bị tổn thương, chứ thật ra cũng không phải là có ý định lừa dối nó nữa. Với lại ngày xưa lúc mà Chí Cảnh còn đi học thì nói chung là cũng mình cũng còn nhỏ đó mọi người, mình cũng còn nhỏ cho nên là mình cũng chưa có biết cách để mình xử lý tình huống, rồi mình cũng ngại nữa, mình sợ người ta bị tổn thương, mình sợ người ta buồn nữa, rồi mình sợ là kiểu không có được đi chơi với nhau nữa đó mọi người, cũng cũng vậy. Cái xong rồi cũng cũng im lặng cho qua, im lặng cho qua, rồi cuối cùng nó phát hiện ra sự thật bẻ bàng đó, cái nó không thèm nói chuyện với Chí Cảnh nữa, nó không thèm nói chuyện với Chí Cảnh nữa. Cái xong rồi xong rồi thì cũng không bao lâu, nói chung cũng không bao lâu thì tới lúc mà tốt nghiệp xong thì cái đêm mà tốt nghiệp, nói chung là cái đêm mà chia tay, từ cái khoảng thời gian nó phát hiện nó bị vậy phải không, là nó không nói chuyện với Chí Cảnh, với nhỏ bạn Chí Cảnh luôn, là mặc dù ngồi gần với cũng còn ngồi chung bàn chứ không có đi được, tại vì ngày xưa cũng khó lắm, ví dụ như đang ngồi đây mà dời đi ta đâu có cho, rồi chia theo tổ nữa, không giống như kiểu đủ người hết thì nó đâu đi đâu được. Thì nói chung Chí Cảnh cũng ngồi chung, thật ra thì nó cũng cũng không có muốn đi đâu, nó cũng muốn ngồi chung để nó coi thử tình hình sao rồi gì đó, nhưng mà không nói chuyện với nhau, hai đứa ngồi ngồi chung không có nói chuyện với câu nào hết trơn, ngồi gì đó cũng mắc cười lắm mọi người. Ngày xưa mà học trò mà lúc đó mới có mười mấy tuổi cũng còn bồng bột lắm. Cái xong rồi tới cái ngày mà tốt nghiệp, tới ngày tốt nghiệp thì tới cái ngày chia tay, tới ngày chia tay thì nó mới bất ngờ nó nói chuyện với Chí Cảnh, nói chung là nó cũng dặn dò rồi này nọ rồi đó, nó cũng dặn dò là gán học đồ này nọ đồ, rồi nó hỏi Chí Cảnh học cái gì đồ này nọ rồi đó chị. Thì lúc đó tự dưng nó lại nó nói chuyện với Chí Cảnh, nói chuyện với Cảnh, nhưng mà nó không nói chuyện với nhỏ kia, chắc nó thù nhỏ kia, nó hận nhỏ kia đó, còn nó thì nó nói chuyện với Chí Cảnh, thì nó cũng không có trách Chí Cảnh gì, nó nói là nó cũng giống như cũng nó cũng hiểu Chí Cảnh đó, cũng thông cảm cho Chí Cảnh là không nói được, với lại nó cũng nói là Chí Cảnh cũng có mấy lần nói rồi mà tại nó không tin thì nó chịu vậy đó. Thì nói chuyện xong thì ngày xưa thì đâu có điện thoại đâu đâu, nói chung là nói xong thì thôi, không có điện thoại, không có email, không có Zalo, không có cái gì hết trơn á, rồi là xong tốt nghiệp rồi là mỗi đứa mỗi nơi, không có liên lạc với nhau nữa. Nhưng mà bây giờ thì Chí Cảnh nghe nói là nó đi du, nó kiểu mà nó đi nước ngoài rồi, kiểu nhà nó giàu mà, nhà nó giàu, nó đi qua bển nó học hành cái gì đó, nói chung là bây giờ nó cũng cũng thành đạt lắm, nó cũng thành đạt, nó giàu có lắm, mà bây giờ đi tìm tìm nó thì không ra, giống như cái tìm Facebook Fire đó không ra, mọi người cũng cũng tiếc lắm. Nói chung cũng cũng muốn là nhắn tin hỏi thăm nó, rồi cũng cũng muốn là bạn bè cũng có một ngày gặp lại để mà ôn lại kỷ niệm xưa đó mọi người, nhưng mà cũng rất là tiếc. Nói chung là cái năm của Chí Cảnh đó, sau khi mà tốt nghiệp xong á, là mỗi đứa mỗi nơi tới bây giờ luôn, chưa một lần nào gặp lại hoặc là họp lớp gì trơn á. Nói chung thấy người ta họp lớp tự vui vẻ lắm, mấy cái lớp khác rồi đó, rồi những cái sau này khi mà có điện thoại rồi này nọ rồi đó thì sau này người ta họp lớp đó, còn Chí Cảnh không có họp lớp, không có họp gì trơn ấy, mọi người không có bao giờ gặp lại, rồi 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 thầy của Chí Cảnh cũng không biết đi đâu về đâu nữa, nói chung là không có liên lạc gì được luôn, cũng buồn ha. Đó trời ơi đó, cho nên là thôi lâu lâu mà kể là cái thời học sinh cũng vui ha. Mai mốt tôi sẽ chuyển chủ đề để tôi sẽ kể chuyện cho mọi người nghe cho nó đỡ stress đi, chứ giờ nghe thám tử mệt quá.